Xin chào bố mẹ và các bạn nhỏ Bố mẹ và các bé thân mến Gia đình là nơi các con sinh ra Cũng là trường học đầu tiên Và là nơi vun đắp tình yêu cho các con trong suốt cuộc đời Sự gắn kết của gia đình rất quan trọng Đối với sự trưởng thành của một con người Đặc biệt là khi còn thơ bé Bộ sách E Hông Nhật Bản Gia Đình Tớ Là một bộ sách giúp gắn kết gia đình Bộ sách gồm 5 cuốn Gia Đình Tớ ông tớ mẹ tớ con mai nhà tớ bạn cá cảnh nhà tớ đây là một bộ sách vô cùng đáng yêu vui vẻ tác giả và họa sĩ của bộ sách đều rất nổi tiếng ở nhật bản hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau đọc và cảm nhận cuốn sách đầu tiên nhé các bạn thích đọc cuốn sách nào trước tiên nhỉ wow hãy cùng đọc cuốn sách có tên là mẹ tớ nhé các bạn ơi, hãy đọc cuốn sách này cùng với mọi người trong gia đình của mình nhé. Mẹ tớ hay được mọi người khen là người xinh đẹp. Nhưng khi ở nhà, mẹ tớ trông như một tiến sĩ đầu bù tóc rối. hôm trước khi hai anh em tớ đánh nhau mẹ tớ liền biến thành một đô vật hạn nặng khi chị tớ với tay lấy cuốn sách và làm lọ hoa rơi xuống ngay lúc đó mẹ tớ biến thành cầu thủ bóng chày ichiro khi con mèo nhà bên biến mất mẹ tớ lấn tìm theo từng dấu chân mèo cứ như là thám tử vậy khi vui, mẹ tớ biến thành một đầu bếp tuyệt vời, vừa nấu ăn vừa ca hát. Ôi, trông giống đi ăn nhà hàng quá. Thế nhưng khi mẹ không vui, thì như thế này đây. Chép chép. rồi đột nhiên mẹ tớ bị cảm mẹ tớ thế mà cũng ốm cả nhà cầu nguyện dưới trời sao mong mẹ mau khỏe lại ông tớ nói sẽ đợi sao băng và không quay vào nhà Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, mẹ tớ đã khỏe lại. Chào mọi người, cả nhà tớ ai cũng rất vui mừng. Mẹ tớ hôm nay vô cùng sung sức. A à! Các bạn nhỏ ơi, mẹ trong gia đình của bạn như thế nào? Mẹ bạn có giống một tiến sĩ, một đô vật, một cầu thủ bóng chày hay một thám tử, một đầu bếp tuyệt vời không? Hãy suy nghĩ về hình ảnh của mẹ bạn nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh bibobook để không bỏ lỡ những cuốn sách hay khác nhé!